Good evening. Today, let's learn English together about the new grammar in English. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cấu trúc mới ở trong tiếng Anh nhé. Cụm từ ăn tươi nuốt sống một ai đấy, mình có câu là eat somebody alive. Eat somebody alive. Ví dụ, nếu như mình không làm bài tập về nhà, mẹ mình sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Ý ở đây là sẽ rất là tức giận và rất là bực mình. Thì mình sẽ có câu là if I don't do my homework, my mom will eat me alive. If I don't do my homework, my mom will eat me alive. If I don't do my homework, my mom will eat me alive. Hoặc nếu như mình sử dụng điện thoại của anh ấy sẽ rất là tức giận. If I use his phone, he will eat me alive. If I use his phone, he will eat me alive. If I use his phone, he will eat me alive. Alright, và đó là một cấu trúc ngắn mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Nếu các bạn có áp dụng được cụ thể vào các tình huống khác nhau, hãy comment ở phía dưới để mình biết và sửa cho các bạn nữa nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Good night.